Có cái cô này, cái tướng bà cũng đẹp lắm, eo o đồ cũng đẹp, mà mỗi lần mà bà đi ngang đoạn đường đó, nguyên một cái dàn con trai nó nhìn, mà bà cứ quay là bà chửi. Sau này bà nghe Nhật Đức giảng, bà hỏi Nhật Đức, giờ con vậy con đi ngang là mấy thằng trai, mấy thằng ông nhìn cứ cười, chỉ trỏ, con thấy con tức, con quay là con chửi thôi. Nhật Đức nói người ta thích nhìn mà, bà cứ đi qua bà quẩy còn mạnh hơn nữa, để cho nó nhìn đã đi, rồi từ từ nó không nhìn nữa. Còn bà càng chửi thì nó càng nhìn, hiểu không? Nên bà đi ngang bà nói nè, nàng nàng nha, nói một lèo á nha, hiểu không? Cái quan trọng là bản thân mình đừng có đi tạo nghiệp vì khẩu nghiệp. Quý vị thích nhìn kệ người ta, chuyện của người ta mà quý vị, chuyện của mình cứ bình thường đi. Hồi sáng gặp một cái anh chàng, anh đó ở Cà Mau lên, 2 giờ khuya anh đến, 2 giờ khuya đến mà ở ngoài cổng ngồi niệm Phật, tại đâu ai mở cửa cho vô. 2 giờ khuya ta đi ngủ hết trơn, ai mở cửa cho vô. Sáng á, đang ăn cơm thì bước ra, nhà Đức đâu cũng bước ra, anh gặp Đức mừng ghê, tại Cà Mau luôn, lên đây nhiều lần mà không gặp, rồi giờ tự nhiên sao gặp mừng dữ lắm. Nhà 2 vợ chồng đứa con trai, nó xíu à, thằng trai thích nghe Đức giảng dữ lắm. Nó xong á, nó thu một công đoạn lại đưa cho ba lên gặp thầy, cho ba thầy nghe. Ba nó bật lên, con chào thầy, con thương thầy Đức lắm. Con ở nhà con nghe lời thầy, con niệm Phật lễ Phật nè, cái bấm lên cái đoạn nó lễ Phật, bật cái điện thoại lên nó coi thì nó lễ Phật nhá, xíu à, quý mình lắm. Xong anh kể, nó con kể cho thầy nghe, niệm Phật cảm ứng lắm thầy ơi, nhà con bệnh đau bây giờ không uống thuốc, niệm Phật hết trơn. Vợ con với con mà nó lỡ môi, nó nóng, nó lỡ môi, cái môi đau dữ lắm, lúc trước uống thuốc mà mấy tuần lễ nó mới hết. Mà thầy biết rằng bây giờ không uống thuốc gì hết trơn mà niệm Phật có 3 ngày hết trơn. Nói rõ ràng luôn, công nhận niệm Phật hay thiệt. Cái máy niệm Phật mà lễ với ông âm thầy tặng, bật lên niệm, nghe pháp hay quá trời, cảm ơn thầy. Anh nói rõ ràng luôn mà, tại vì người ta nói là ý muốn kêu những đức giảng dùm, để cái lời nói người ta thấy những điều cảm ứng gì những đức nói lên, cho người ta nghe, ai có thiện duyên thì người ta nghe, ta làm nó có lợi ích. Phải tin, càng tin thì càng có nhiều cảm ứng. Trong Phật pháp quan trọng là tin đó quý vị, tin nó có nhiều cảm ứng. Nó, còn mình không tin, không có tin sao cảm mà ứng. Không tin thì đâu có cảm đâu ứng. Xong anh này đi đến chùa, lên đây anh tu chủ nhật anh về, anh nói còn câu chuyện nữa kể thầy nghe. Con có thằng em, con ngủ em làm ăn gì cũng được, nhưng mà mày thấy mày buồn mày khổ quá, chuyến này tôi đi đến chùa tu mấy ngày, mày đi chung này lên đây tu. Hỏi chùa ai? Nói chùa thầy đó. Thằng em nói ông thầy tào lao. Anh thì kính trọng em, nó tào lao. Xong anh quay qua nói, em đi không đi thì thôi, đừng nói tầm bậy, nói tầm bậy không tốt cho mình đâu. Anh nói một câu gì xong thì đi về nhà. Thằng này xách xe dọn cả đường, quất một cái rầm, banh chạnh xe. Nãy anh đưa cái hình ảnh đó, xe banh chạnh cho nó gãy cái xương sống. Có khi nó cũng trùng hợp, nhưng quý vị phải nhớ rằng cái duyên của những đứa cũng không đơn giản. Chứ đâu họ cũng có phước quý vị, cảnh tỉnh họ. Tại vì sao? Quý vị nhớ, quý vị đi tàu lao mà tập trung vài chục ngàn người đi, không tàu lao mà tập trung 20 người còn khó, chỉ mấy chục ngàn người nói người ta nghe răm rắp. Nên từ nơi đó nói một câu không nên nói, thà thôi em đi đâu. Một con người khôn khéo nhất, người ta đã quý trọng một người, bản thân mình trước mặt người đó đừng phê phán người đó.
vì người ta quý người đó, mình phê phán người đó chứ mặt người đó làm chi, đúng quý vị, tôn trọng người ta chứ. Bây giờ mình không tôn trọng cái người ở phương xa đó, mà mình tôn trọng cái người mà đang đối diện với mình nè. Vì cái người đang đối diện với mình là người ta thích người này, mình không thích thì mình im đi, mình khéo nói một câu nói hay để đừng mắc lòng. Có nhiều người ta tức lên nói câu đó, người ta bụp mình đó chứ không phải giỡn đâu nghe. Ta ghét mình, ta không đồng ý gì nói vậy đó. Và anh coi tôi là ai? Bộ tôi ba trợn, tôi khùng sao mà tôi theo một người không có căn cứ. Có những cái không phải mình cự mà mình phải dạy họ một bài học. Tôi cũng là người có góc độ, anh nhìn gia đình tôi hay cái việc làm của tôi cũng có căn cứ. Giải thích cho họ nghe vài câu rồi xong, chào anh, tôi về. Nhẹ nhàng chứ đâu có cự cãi gì đâu. Hiểu không? Thì ảnh nói rõ ràng luôn quý vị. Vừa nói xong câu xách xe dọt ra ngoài đường một cái rầm, đưa tấm hình cho coi, cái xe bánh chành hết trơn luôn. Gãy xương sống. Không phải đơn giản quý vị. Ghê thôi. Bởi vì thôi, những cái gì quý vị mình không thích, nhưng mà mình cũng phải có cái đầu óc quan sát. Mình quan sát đến chi? Để mình biết được cái việc làm của người ta. Đúng không? Quan sát cái việc làm của người ta. Nên mình làm vợ mình kính tinh Tam Bảo, chồng mình chưa kính tinh Tam Bảo, đừng có dội vàng để họ mang tâm phỉ báng, biết đâu tai nạn đến với họ làm sao. Vì khi con người mà tổn phước là nạn đến, mà trong cái tổn phước là khẩu nghiệp tổn nhất. Khẩu nghiệp. Kinh Vô Lượng Thọ vì thấy không, khuyên dịch đó, đừng tạo khẩu nghiệp đứng đầu lại. Tại vì khẩu nghiệp trong thời cuộc này tạo dễ nhiều. Khẩu nghiệp mà cũng là ngay cái miệng cũng tạo phước lớn nhất. Nếu như khéo tu phước, dễ tạo phước lớn nhất ngay cái miệng. Giờ cái miệng vì niệm câu Phật hiệu là phước lớn. Vì cái miệng vì niệm Phật cho người ta nghe là phước lớn. Cái miệng vì rủ người ta đi tu là phước lớn. Cái miệng vì nói cho người ta hòa hợp là phước lớn. Quá giải hận thù là phước lớn, phải không? Mà ngược lại là tội lớn nghe. Nên quý vị nghe nguyên bài giảng như Đức vị nghe rõ ràng không? Những Đức điều khuyên bị quá giải cái tâm hận thù đúng không? Điều khuyên bị quá giải hận thù không mà. Vậy vì hỏi những Đức thầy có quá giải được tâm hận thù không? Chắc chắn với quý vị luôn, chiếm ưu thế 80%. Nên từ nơi đó tâm người ta lúc nào cũng thoải mái trong cái hoàn cảnh con người đông như vậy. Là vì quá giải tâm hận thù. Chứ nếu như mà quý vị hỏi Nhân Đức, vậy thầy lo cho bao nhiêu con người trong đây, có những người chăm chích và ghét thầy, chửi cái thầy sau lưng không? Có. Vì thầy có biết không? Biết. Vì gặp họ làm sao? Ai với Đà Phật. Vì hỏi Nhân Đức, bây giờ một người đó chửi thầy mà tên tuổi người đó hiện tại thầy biết, mà trong chùa thầy đang lo luôn, thầy có nói tên tuổi họ ra không? Không. Nói làm chi? Nói họ sao họ sống được trong đây. Im gu để cho họ sống trong đây. Mà mình dạy từ từ, đừng đụng chạm đến họ, tự họ sửa. Đúng không? Tại vì mình nhiều người quý quá, mình nói tên người ta mà nói vậy thôi là người ta đã khó sống rồi. Dù người ta có như thế nào thôi kệ, đó là nghiệp duyên của mình, hãy để cho người ta sống trong chùa đi. Cái đó là cái cực kỳ quan trọng. Tu từ từ đi quý vị, chứ đâu phải mới tu mà như vậy. Ngày xưa những Đức lôi ra những Đức bầm bầm bầm. Đừng nói chuyện giỡn chứ. Đúng không? Nó cái gì tu hành nó phải có thời gian. Ý như Đức muốn chỉ quý vị, con người không phải là thánh. Không phải nghe như vậy mà hoàn toàn bản thân chúng ta đi đặt người ta vào như vậy. Nhưng mà mình là mỗi căn tính như bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Bạn đạt được trình độ bao nhiêu hiểu thì bạn làm được bao nhiêu hiểu. Còn bạn chưa hiểu thì bạn phải phạm thôi. Nhưng thời gian từ từ, giống như một tấm gương nó bụi phủ cả ngàn năm, dài ngàn năm. Bây giờ muốn lau tấm gương này đâu phải lau một giờ một buổi mà hết cái bụi đó đâu. Mỗi ngày lau một chút, lau từ từ thì tấm gương nó mới sạch bụi, thì nó mới hiển lộ ra một màu sáng quang minh. Hiểu không quý vị? Những cái bài giảng này rất là quan trọng đó quý vị à. Nhớ nha. Nên mình còn có thể nghe được cái người chia sẻ Phật pháp chân thành tặng đáy lòng cho mình nghe,
trong cái thời cuộc cùng thờ với mình hãy hết sức là trân quý. Khi qua thờ người ta biết có ai giảng cho vị nghe hay không? Pháp trong si nhất có cái thịnh nhất, nếu quý vị nhìn ra pháp trong thịnh nhất sẽ có si nhất ở bên trong. Nếu như thật sự có góc độ sẽ nhìn được cái thịnh và cái si của nó. Tại vì Phật Pháp á, Phật Bồ Tát đi độ sanh á, chiêu cảm từ chúng sanh tiếp nhận. Nên địa phương, bao nhiêu địa phương không có người chân thật hướng dẫn người ta, nhưng có những địa phương lại có người nhiệt tình hướng dẫn người ta, là vì cái địa phương đó có nhiều người người ta muốn tu hành. Hãy nhớ. Nên quý vị muốn cầu có người đến chân thật hướng đạo quý vị, quý vị ở nơi nào quý vị cố gắng tu đi, chân thật quý vị tu đi, Phật Bồ Tát không có bỏ mình đâu, vì các ngài có cái nguyện mà, sao mà các ngài bỏ mình. Nhớ nghe. Nên nhiều việc mình làm ở trong cái cuộc đời này, vì sao? Vì cái cõi đời này nó đa dạng quá. Làm để rồi giải thích để làm chi? Giải thích đó là gì? Là có chuyện nói với chúng sanh mê hoặc. Quý vị hỏi, ủa thầy ơi, vậy thì mình làm nó nghiêm túc hết trơn, việc gì cũng nghiêm, vậy thì độ người nghiêm không? Còn những cái người mà lạng quạng khơ khơ, nó không có cái để giải thích, nên phải lôi ra khùng khùng điên điên rồi mới lấy nó giải thích, giống như là giải thích mình, nhưng thật sự là giải thích cho họ. Không làm khùng khùng điên điên thì không có những kẻ phê phán, mà không có kẻ phê phán thì không có cái việc để nói cho những người phê phán này mà nghe. Nó phải vậy đó quý vị. Chứ ai mà không biết. Giờ bao nhiêu người biết rồi thì ngồi im, nó nói chậm chậm vài câu rồi nghĩ, thì có ai nói được mình cái gì? Nhưng mà trong cái phạm vi bình yên đó, nó chỉ mấy chục năm rồi mình chết đi. Thôi bây giờ mấy chục năm này mình khuấy động lên một chút, thì người mà nhận thức được thì cũng tiến tu, mà người mà thiếu nhận thức thì cũng nhờ đó mà được lợi ích. Thấy không? Đó. Nên mỗi một cơ duyên người ta nói rõ ràng hết trơn. Thế chứ không nói im im thì mặc niệm thì không ai biết cái mặc là cái gì để niệm. Hiểu không? Mặc niệm thì bây giờ có ai biết cái mặc đâu mà niệm. Thì bây giờ mới cần nói ra để biết cái mặc mà niệm. Đó, nhiều người á, người ta gặp những đức nhiều lắm quý vị, ta đều nói câu: ngày xưa con mới nghe thầy giảng là con ghét cay ghét đắng. Nghe cái là ghét liền, cái mặt khô, nói gì luôn quý vị. Thì thấy những đức mặt chai mày đá không? Có bao giờ mà những đức cảm thấy bị mắc mặt gì cái chuyện đó đâu. Vì cuộc đời mình bây giờ đang có cái mặt, thì trước nhất mình mài nó xuống đá trước, để một ngày nào người ta đá mình nó không đến nỗi phù cái mặt. Tính trước đi. Trong cuộc đời này thịnh mà làm gì không có si, khỏe làm gì không có bệnh, bệnh mà làm gì không chết, cuối cùng đi vào số 0 thôi bạn ơi. Có gì đâu à. Bây giờ hiện tại chúng ta đang ngồi chùa Hòa Thượng xây, chúng ta cũng chia sẻ Phật Pháp để hướng dẫn người ta tu. Qua đời chúng ta ai hướng dẫn tu là chuyện người ta chứ. Đòi hỏi người ở đây có thật sự muốn tu không thì có người đến, còn nếu họ không muốn tu nữa thì khỏi ai đến. Chuyện phương pháp khác vậy thôi. Nên những đức cũng làm hết lòng hết dạ. Phương pháp tu này thấy lợi ích chính bản thân hiện đời lợi ích, tu tập lợi ích hiện đời xác thực 100%. Và đặc biệt nhất là những đức vui mỗi ngày. Vui vẻ vậy ơi. Mà vui lắm, nó vui tờ tặng đáy lòng, vui nội tâm á. Cái vui này, cái pháp vị này khó nói lắm. Tại vì giống như uống nước nóng lạnh tự biết thôi. Quý vị nghe những đức chia sẻ Phật Pháp, nếu quý vị mà nghe được quý vị sẽ cảm giác bình an lắm. Tại vì quý vị nói thầy không bao nhiêu chuyện nhưng còn làm được, nhà có một hai người mà sợ đói gì, làm gì chuyện đói, đừng có lo, không có đói đâu, đừng có sợ. Có đói đâu, đừng có lo, sao mà đói được. Vì niệm Phật mà đói mới sợ. Bây giờ hết gạo có người có đó, đưa gạo bị ăn. Nó đưa nhiều cách đưa, phải là đưa gạo không đâu, nhiều cách.
thì cũng mua gạo, thì đó là đưa gạo rồi đó, thấy không? Đó. Nên đừng có lo, quý vị học Phật chăng thật vì vui đi, không có khổ đâu. Quý vị mà vui rồi không người này vớt, quý vị cũng có người khác vớt. Lo gì cho nó mệt đi, không có bao giờ mà quý vị mà bị mai một đâu quý vị. Ô nên những đức nói quý vị nghe, những đức giảng vì vui vẻ, vì tha thứ đi, quý vị sẽ thấy cái chuyện làm ăn quý vị à. Dù là cái cuộc sống kinh tế đang khó khăn, đang thất nghiệp tùm lum đó, nhưng quý vị không thất nghiệp. Đâu quý vị thất nghiệp, sao thất nghiệp được? Quý vị vừa người ta tạm ngưng công việc, quý vị lại bị vô chùa lấy Phật là làm gì thất nghiệp. Làm gì thất nghiệp được? Chùa đang mở cửa rộng rộng thênh thang cho bị vô đó. Vừa nói à thôi à, công ty bớt nhân viên làm việc. Gì bớt nhân viên làm việc hả? Nam mô A Di Đà Phật. Chào anh em về. Ôi vậy là em không làm nữa, em sống sao? Yên tâm đi anh, em vô chùa ăn cơm chùa nó có gì đâu. Nên là đây lúc đó mình hát bài hát Tết năm nay em không thèm ở nhà. Ở Tết năm nay em đi đâu? Tết năm nay em vô chùa ăn Tết đó. Thì thấy chưa? Làm gì thất nghiệp, ăn Tết xong rồi tự nhiên có người mời quý vị đi làm việc khác quan trọng hơn. Cứ nghĩ vậy đi thì nó vui quý vị. Thật sự con người chỉ ba buổi cơm thôi. Quý vị đi đến chùa mình cũng đâu có tốn tiền bạc gì đâu. Nhà chùa đâu có bắt quý vị là mỗi người đi đến đây phải đóng nhiêu tiền đâu mà sợ. Không có sợ chuyện này đâu quý vị. Nhận đức thì xác thực rồi. Xác thực cái gì? Xác thực là trong cái cuộc đời mình từ đây tới đến mình chết, mình sẽ cố gắng hết lòng, mình niệm niệm gì người ta mình làm hoài vậy đó, được không? Hiểu rồi. Đến đây mấy chục năm mà không tạo, tạo dựng một cái cơ ngơ ở cái cõi ta bà này đến chi? Trở lại đây tiếp tục nữa là mưa làm gió chứ. Được không? Thì coi mấy chục ngàn con người cũng do mình tạo nhân duyên đó mà ra. Bây giờ mình đi về thế giới cực lạc, xong mình trở lại đây, mình về cõi ta bà làm mưa làm gió, xong mình về cực lạc mình coi cái quốc độ nào duyên hơi kém mình lỡ đó mình gây dựng nữa, xong mình trở lại mình làm mưa làm gió ở quốc độ đó nữa. Ngon hơn quý vị. Không, đã có duyên gì rồi trở lại gặp nhau là nó thành hội chúng à. Kết mình rồi. Chết rồi. Không à, nên á phải nghĩ lợi ích cho người ta đi hết đi. Bây giờ nhà Đức nghe nói mà nhiều công ty xí nghiệp đang bớt người. Tết mà tội nghiệp ghê, thấy không? Nó, nên nhà Đức nói với những người á mà bị bớt công việc ra mà không đi làm nữa đó, rảnh ở nhà đó, nghe pháp niệm Phật đi, hoặc là đi đến chùa cộng tu thứ bảy chủ nhật, chạy xem đa đến đây cộng tu thứ bảy chủ nhật, tu viết phước nó tăng lên. Tu viết phước nó tăng lên quý vị. Đó. Giờ chùa mình nó làm tượng Phật mà làm dữ quá. Nhưng Đức có người bạn, Đức nói thôi giờ bạn phát huy làm tượng Phật đi, kiếm cái nơi nào thuê lớn lớn, mở ra cái xưởng làm tượng Phật cho thiệt là mạnh. Tại vì qua Tết bây giờ là cho tuần này Đức đặt 100 bộ tượng Phật rồi. À, đi lên 100 bộ rồi đó nghe. Rồi á. Quý vị thấy không? Quý vị vỗ tay có mấy cái người ta không vỗ theo. Nhưng vì nhiệt tình vì vỗ là bắt buộc người ta tội nghiệp phải vỗ theo. Thấy không? Hay không? Giống vị niệm Phật á, ban đầu niệm không ai niệm theo, nhưng mà vì niệm giết vì an lạc á, người ta phải niệm theo. Cái gì cũng do kiên nhẫn mà ra. Chứ đừng có dỗ mấy cái thấy không ai dỗ cái mắc cỡ buông thất bại, dỗ tiếp tục hoài vậy đó, thử cái dỗ không biết.
thấy tội nghiệp quý vị. Chứ có người ta dỗ mà ai cũng nhìn ta, người ta ngại lắm. Thôi mình dỗ theo đại, hỗ trợ tinh thần, không? Nên từ nơi đó mà như Đức nói với người bạn đấy, mở cái xưởng làm tượng Phật cho lớn. Vì qua Tết bắt đầu bắt tay vào cái việc 3.000 bộ tượng Phật đâu có đơn giản. 3.000 bộ tượng Phật nghe, để lễ Di Quan Âm. Nó, lễ Di Quan Âm đợt này đông dữ lắm, chắn vì luôn. Nó, nên cái số lượng rất là đông. Mà trong tâm tư những đức bây giờ là muốn tặng tượng Phật cho mỗi một gia đình, phải có bộ tượng Phật và có từ khóa tu. Hay, này hay. Muốn hóa giải bớt cái kiếp nạn nhân sinh phải nhiều người tu, mà không phải đi đến chùa đông, mà đi đến chùa đông phải đem chùa về nhà. Chủ người ta đến đây để đem chùa về nhà, thì cái phương pháp sống ở chùa mình sao bị đem về nhà bị sống vậy đó. Cái phương pháp những đức sống ở chùa nó không phải là một phương pháp mà quý vị đặt vào cái vấn đề sống không được xã hội đâu, mà những đức muốn đào tạo một cái phương pháp sống ở trong chùa mà bị đem về ngoài đời vẫn sống được luôn. À, đó mới hay, quý vị mới đặc biệt đó. Nên bây giờ tướng ai đi sao thì cứ đi vậy đi. À, bạn đi hai hàng thì đi hai hàng, bạn đi ba hàng thì đi ba hàng, bạn ẹo thì bạn ẹo đi, bạn niễn thì bạn niễn đi. Bây giờ bắt buộc bạn phải là trở lại một vị trí là bạn phải khuôn khép, khó lắm. Thân thể làm sao thì giữ y nguyên vậy đi, còn cái tâm tu thì phải tu. Ô, tịnh độ nó hay ngay chỗ đó đó quý vị. Đó, đó bây giờ cái quy tắc ở trong ngôi tam bảo có nhiều nơi quý vị đâu có đem về nhà áp dụng được. Ví dụ như quý vị lỡ tu một tuần được dạy cái này kia quay nghi, nhưng mà không khéo về nhà nhìn người ta không có quay nghi lại chửi người ta, tội còn ác đạn hơn nữa. Thì tôi quý vị giữ được thì giữ được, người ta không giữ được cái hình đó thì người ta không giữ kệ người ta. Nhưng cái quan trọng là người ta có tu hay không. Cái tâm, cái tâm có tu hay không mới quan trọng quý vị ơi. Thấy không? Nó cái này là cái quan trọng. Cho nên những đức nói cái lượng Phật tử mà mình hướng dẫn nhìn xuống thấy quý vị đẹp, sáng sủa, rõ ràng luôn. Càng tu càng thấy sáng sủa nghe. Nhìn cái là thấy là đặc biệt liền. Không phải là những người mà không tu, quý vị coi trong cái số người mà khi mà quý vị mà cho quà từ thiện, quý vị nhìn đi, họ đang thui thù lùi. Ừ, không có phải như cái lượng Phật tử của chùa mình. Thì ra là quý vị nghe pháp và tu, hình tướng quý vị hoàn toàn khác người không tu, chắc chắn quý vị luôn. Đây là cặp mắt nhìn thấy rõ ràng xác thực luôn đó quý vị. Nên quý vị nên tu tâm cho an lạc đi. Còn có ba buổi cơm lo gì, đừng lo, mệt quá. Tu rồi hiểu rồi, ba buổi cơm này đừng có sợ, chắc chắn là có, đừng có lo. Hồi sáng gặp anh chàng ở Cà Mau, anh nói một câu ngộ lắm thầy. Con chỉ cần xài hết tiền, có người kêu con chạy xe nữa, được 4-5 triệu xài nữa, lo cho gia đình xong, sắp sửa hết tiền có người kêu nữa. Nhưng Đức nói như vậy mới tự tại. Như vậy thì quá tự tại rồi, lo gì. Mà thấy anh chàng vui lắm, cả gia đình nghe mình giảng học Phật, từ con nhỏ xíu cũng lễ Phật luôn. Nội nhìn vậy thôi là quá hạnh phúc rồi, quá đặc biệt rồi còn gì quý vị. Giàu chi mà để tối ngày mít lòng với nhau. Vì nhớ trong cái cuộc đời này, danh và lợi là họa tai, không khéo nó là họa đó, chắc chắn quý vị luôn. Nên phải xả danh. Xả danh mà cách nào? Khi mình lên cao, mình phải đem cái mặt mình cà xuống dưới đá, mình kêu người ta đá vô mặt mình vài cái, thà nó đá trước đi mình chủ động, còn hơn nó gình gình nó đá một cái mình bị động chết một. Người khôn là khi mình lên cao cho người ta đá mình vài cái trước vô mặt để cái mặt mình bớt nhỏ lại, để nó không nó nuôi dưỡng cái mặt to lên, nó xúc một cái mình chết một. Kẹt lắm quý vị, hiểu không? Tôi chia sẻ bọc pháp giống khùng khùng điên điên. Nếu quý vị mà ngồi suy nghĩ thật là kỹ đi,
Bởi vì tra cứu vào những cái người xưa làm sẽ chắc chắn có giống. Thì quý vị biết rằng là mình phải chủ động, nó vẫn là đặc biệt chứ. Nó lên quá thì mới làm gì. Nên có những anh em mấy ổng chưa lên gì hết, ông làm giống như Đức nói đừng có làm cách này. Tại vì cách này chỉ là cái người nổi tiếng mới chơi, mới thành công. Hiểu không? Thì có tiếng rồi quý vị. Còn mấy anh em chưa có tiếng tâm gì chân thì cứ quy tắc là cứ làm cho nó đàng hoàng, nghiêm túc. Thấy không? Để gầy dựng mình. Nó vậy là nó mới thành công được. Nó rồi lỡ là tiền bạc, có được phước báo phải giải ra. Không giải ra người ta đói, nó kiếm mình, nó mổ bụng mình. Chứ đừng nói chuyện dẫn chứ. Hiểu không? Nó nên mình phải đẩy mạnh về pháp thí, tài thí, phải chân thật mà làm, giải rộng ra. Y theo lời Phật dạy, nó không đến nỗi tệ đâu quý vị. Chùa mình những đức thấy đâu có tệ đâu, đâu có đến nỗi đói khát gì đâu. Mà đông y y ăn rầm rầm, gạo cũng kho kho chứ giỡn đâu quý vị. Bây giờ nè, thấy không, khắp nơi nơi rủ chơi thôi. Thích chơi thì chơi chung, không thích chơi thì thôi. Tôi chơi sợ gì, thấy không? Mình có thể chơi được thì mình rủ. Nó là gì? Từ đây tới 25 Tết, thấy không? Ai thích cúng gạo thì cứ mua gạo 10 kg 10 kg, đem lợ tùy một bao, hai bao, năm bao, 10 bao, 100 bao, 1000 bao cũng được nữa. Tùy khả năng mỗi người. Chúng ta đem cái của mình bỏ vào Tam Bảo, rồi tự nhiên lấy cái của Tam Bảo để tặng cho chúng sanh. Người ta cả năm người ta đi đến chùa tu, phải có cái lọc gì trong chùa cho nó đặc sắc quý vị. Gạo là đặc sắc nhất, có thực có vật được đạo, đúng quý vị. Thì cái bữa đó là bữa cuối năm, 25 công tu cuối năm, nghe không? Gia đình mấy người đi là mỗi người một phần gạo. Bây giờ chúng ta lên cái quy trình là 4.000 người đó quý vị. Quy trình là 4.000 người ngày Chủ nhật, thì trung bình ngày Chủ nhật khoảng hơn 2.000 người, khoảng 2.500 đồ này kia. Nhưng mà cho ngày đó 4.000 người đi. Nếu mà hơn nữa thì chúng ta tính cho 5.000 người đi. 5.000 người là gì? Là 50 tấn gạo. Gạo bây giờ 1 ký cũng 17-18.000 đó quý vị. Gạo giờ đang mắc, nghe không? Nó 50 tấn gạo cũng nhiều đúng không quý vị? Nhiều không? Nhiều chứ sao không nhiều được. Rồi xong á, tiền chút vậy đó, nhưng mà nhiều. Nhưng mà mình làm được đó thì mình cuối năm, năm nào cũng vậy chứ, mình cũng làm vậy đó. Nó tự nhiên người nào gia đình á, tu không tu gì cuối năm cũng lợi một bữa. Cái năm không đi mà cuối năm lợ lần thôi à. Biết đâu lợ cuối năm có lần mà dính luôn thì sao? Không, quý vị ơi, độ sanh cái tâm phải lớn. Đức Thích Ca Mâu Ni có một kiếp của Ngài là bố thí sạch luôn, bố thí vợ con luôn. Cuối cùng vợ của Ngài nói câu, tại sao chàng làm như vậy? Thì Đức Phật làm được điều này, còn mình thì đừng có bố thí vợ con, nghe chưa? Của cải thì bố thí cũng xem là gia đình của mình. Làm gì làm nhưng phải chừa cho gia đình sống, chứ cái xã hội này vậy đó. Bản thân chúng ta không phải là Phật. Nên khi Ngài nghe vợ trách một cái, thì cái đời kiếp đó Ngài nhìn người vợ Ngài nói một câu, trong nhiều đời nhiều kiếp Ngài đã từng hứa gì? Tại vì có một kiếp gọi là Thái tử Tát Đạt Đa mà, khi mà chấp nhận Gia Du Đà La, thì lúc đó Ngài nói một câu, đời đời kiếp kiếp làm vợ của ta, mỗi việc ta làm đều phải chịu đựng, đều phải chịu hết. Ngài làm sao cũng là giải thoát chứ không có sợ. Nên Ngài nhắc một cái tự nhiên tỉnh ngộ liền, nhớ lại những tiền kiếp liền. Thì người ta là bậc cao thủ rồi, ta làm gì còn mình nghe gì mà đi bố thí vợ con nữa chứ. Công an nó bắt quý vị luôn, nó tiện làm bậy, đúng không? Ý nói bây giờ bản thân mình tu hành mở rộng tâm lượng một chút thôi,
Nhưng mà bản thân chúng ta bố thí cúng dường làm việc gì cũng phải chánh tín, phải từ cái trí tuệ nhận thức sâu sắc xác thực mà làm. Chứ không coi người ta nói mình mê tín thì sao. Ví dụ như bây giờ đi, Nhân Đức đốt một tờ giấy, quỳ xuống đốt tờ giấy, này lớn lên ơi lớn đây rồi tới chục hồn ra ngoài luôn, này là không có được nghe chưa, nghe không? Này là dù cái gì đi chăng nó thôi chánh, không có dám chơi cái trò này. Sao xã hội này ta không tiếp nhận mình được, phải không? Mình phải xác thực cái này là mình tặng gạo chúng sanh, là mình tặng gạo chúng sanh là xác thực, chứ không có gì mà mờ ám hết chứ, đúng không? Còn chương trình người khiếm thị là tặng tiền cho người mù, là tặng tiền cho người mù, ta không có một cái gì mờ ám hết chứ á. Chứ không phải là về chùa mà làm cái gì, đi tắm gì hay là qua lấy nước đồ hắt hắt đồ lên đầu đồ biến thiểu đồ này kia thành đa gì gia trì gì búng nước tùm lum tùm la, không khỏi khỏi chúng ta cái chuyện này ai làm kệ người ta, riêng mình phải xác thực quý vị. Thì cái thời cuộc bây giờ người ta thích xác thực mà, xác thực đi, đúng không? Xác thực đi quý vị. Nó nên trong Phật pháp nó có cái không phải nhưng nó cũng có cái phải. Chúng ta là những con người phát triển về khoa học hiện đại, về hình ảnh, hoặc là nhà báo đồ này kia đồ, thì nhà báo thì có quyền báo cáo. Những cái gì không phải cũng báo cáo, những cái gì phải thì cũng đi tìm để báo cáo. Vậy thì cái vai trò làm của quý vị nó đều tròn vẹn. Làm đúng thôi quý vị, đúng không? Thấy cái nơi người ta làm khiếm thị nuôi người già, mình lợi mình coi thấy coi nó làm sao, để rồi mình báo cáo cho công chúng biết nơi đó có cái chỗ tốt như vậy. Viết cái những lời bình lót vào cho nó hay, để nêu cái điều tốt của xã hội lên. Tình thương mến thương con người đến với con người. Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá te tua. Lá te tua đùm rác. Hiểu không? Mình mà sống vậy thì tình thương mến thương quý vị. Thật sự vì con người thì thật sự ai mà không muốn mình được thương, thì tại sao ta không thương người? Đúng không? Còn nếu như bây giờ chúng ta làm cái vai trò đó mà chúng ta chỉ đi kiếm rác để đi đưa lên không, thì bản thân của chúng ta sẽ có tội lỗi vì cái nghề nghiệp. Bây giờ chúng ta trong cái xã hội phát triển, con cái bất hiếu chúng ta nêu lên, đứa con bất hiếu như vậy, phải lót vào những cái lời bình rằng phải sống như thế nào, cho có nhân cách và đạo đức như thế nào, thì bạn có phước vì cái ngòi bút của bạn. Còn những cái mà rác rưởi quá thì bạn cũng nên dẹp bớt rác một chút. Bạn đừng nên chánh văn rác quá, nó cũng không đặc biệt gì mấy. Hãy nhớ kỹ. Thật sự quý vị, có những quốc gia người ta rất là đặc sắc quý vị. Quý vị nhớ kỹ, người ta sẽ gói gọn tất cả những cái rác của cái quốc gia đó lại, người ta tung những cái đẹp nhất của quốc nước, đất nước người ta lên, để làm chi? Phát triển đất nước người ta. Hiểu không? Đó là cái đặc biệt. Những đức ngày xưa mới vô chùa tu gì, thích thẳng, là lối sùm. Tôi gì tôi thích nói thẳng lắm, tôi nói thật lắm. Nói thật có ngày mày chết mày luôn nói thật. Trong cái cõi đời này thẳng thì thẳng chứ, mình cũng biết mình chứ, thẳng vừa vừa thôi quý vị ơi. Có những lúc càng thẳng thì thẳng, nhưng có những lúc phải dùng lại. Thẳng hoài sao chịu nổi, đúng không? Thẳng hoài cũng không ai chịu nổi mình. Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị ngồi ở đây nè, quý vị mà ai mà thẳng hoài bị chịu nổi không? Đừng có nghĩ cái gì chứ, thì cứ là mình nghĩ rằng là cứ thẳng hoài mình chịu đâu có nổi. Nên có một bậc vĩ nhân thế giới nói một câu rằng: ông chờ có chỉ tội tôi như thế nào cũng được, nhưng đừng ban cho tôi một thằng bạn nói thẳng khuyết điểm của tôi. Quá nói thẳng chịu không nổi quý vị ơi. Thôi nói nhẹ nhẹ thôi, vừa vừa thôi, tại ai cũng có cái ngã lớn đó quý vị. Quý vị thấy không, chúng ta chia sẻ Phật pháp bây giờ quý vị thấy không, nó khác ngày xưa hoàn toàn. Đúng không? Từ từ ta phải cải cách lại chứ. Không, quý vị ơi, cái gì cũng vậy,
tiến bộ vẫn là tốt, tiến bộ cải cách vẫn là tốt, chứ đừng có dậm chân hoài, thấy không? Tiến bộ là được rồi, chứ đừng có mà thụt lùi ha. Chỉ cần tiến bộ thôi, người ta làm sao? Lúc trước như vị Thánh Nhân Đức nói chuyện không? Lúc trước cũng nghe được nhưng mà thẳng quá. Khi nghe lại cái thấy, ủa sao mình nói chuyện sao nó chói tai nha, chói ghê luôn á, đúng không? Rồi từ từ mình giảng là mình coi là mình thấy mình chấp nhận gì vui. Rồi cách nói của mình nó cũng là điều chỉnh phù hợp. Giống như này là độc thì mình lấy thuốc giải, mình giải nó chỗ đó. Này độc lấy thuốc giải, giải chỗ đó. À. Từ từ cải cách lại quý vị thì có được. Chứ đừng có đòi hỏi cao quá, đừng có đòi hỏi cao quá nghe, cao quá chịu không nổi. Ví dụ như bây giờ đi, quý vị cũng thích người cao nhưng mà cao quá quý vị cũng đâu có chịu. Như Đức hỏi quý vị nè, bây giờ chồng mình cao mình chút thì coi đẹp, chứ nếu nó cao tới lóc nhà mà đi với đó coi sao được hả quý vị? Đúng không? Đó, ví dụ như bây giờ một người nữ cao cũng đẹp, nhưng mà nếu cao ngồng luôn ông chịu. Con nhỏ vợ này không, nhỏ cao dữ lắm. Cao làm sao? Mỗi lần tôi đứng tôi nhìn lên tôi không dám. Tôi lấy con vợ này tôi mắc cỡ lắm, tôi đi với nó tôi kỳ quá, nhìn tôi có chút ẻn, đúng không quý vị? Nên cao cũng cao vừa vừa thôi, đòi hỏi cao quá cũng không được đâu quý vị ơi. Không ông có bài chia sẻ bài quá thấy nó nhẹ nhàng quý vị, vì thấy nhẹ không quý vị? Bữa nay ở đây mà ai mà chúc qua bên kia nhận may đâu, đưa tay coi thử nè. Bữa nay là bất chợt này nghe, mà nói câu này không biết bên kia biết có ai chạy vào bển không. Phải giỡn đâu. Nên khi xong buổi giảng quý vị thì đoàn nào đi theo đoàn nấy qua bên kia liền nha. Một số đoàn quen quen á, bữa chủ nhật không có nhận được á, nên bữa nay tặng quý vị cho xong luôn á. Hồi sáng mới về 900 cây mai, mà bữa nay có mấy cây mai nhỏ nhỏ chứ mấy cô cũng thích lắm. Nó trồng sẵn luôn, nó có sẵn, về chỉ cần bỏ vô cái chậu thôi thì nó lên luôn rồi, tại vì nó nằm ở trong cái chậu trồng sẵn luôn, nó nằm trong cái bọc sẵn trồng luôn rồi. Còn không mà một số mấy cây mai quý vị phải hở mà tặng á nghe, là quý vị về phải lặt lá liền á, là Tết năm nay là có bông á. Còn cái mai nhỏ này đó là 12 mới lặt, 12 mới lặt thì nó có bông. Nào, cái mai nhỏ bên đó một chút qua bên tặng. Thì thôi kệ cái lọc của chùa quý vị ơi. Thấy không? Những đức cũng nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị đi đến chùa tu tập, ai cũng được may mắn. Biết may mắn là gì không? Biết gì không? Cừ là may mắn nhất đó nghe. Nhớ đó. Không mà Nhật Đức nói bảo đảm vì đi về chùa mình là quý vị may mắn à. Tại vui mà quý vị. Vui mà đúng không? Nên tất cả những người đi về chùa mình, quý vị không cần phải bận tâm nặng nề cái chuyện mà giàu nghèo gì ở đây chứ. 100% luôn. Chúng ta có được được thì ăn được được, còn có ít thì ăn ít thôi. Còn không có uống nước lạnh thì gì. Hiểu không? Đó. Vậy là được rồi. Nên á, tối đêm nay cái lớp đạo làm con, mấy đứa bé mà nó đi thường xuyên á, bữa nay nhà Đức may áo xong rồi tặng mấy đứa nhỏ cái áo kỳ này đẹp lắm nha. Với mấy cái cô mà đi thường xuyên á, dễ tặng mấy cô, nhất là mấy cô bận theo cái áo vàng, cái áo đệ tử quy bận theo. Bận theo để làm chi? Để đổi cái áo kia nó dễ hơn. Giống như đưa cái áo kia là biết cái lượng người của mấy cô là cái lớp đạo làm con thường xuyên đến.
cái áo này cái áo cái lớp đạo làm con. Nên mỗi tuần người ta đi thứ bảy. Chứ bây giờ mà đưa một bà cụ già mà đem về bà đem chắc cà đao gì mất tiêu thì nó không có ý nghĩa. Tại cái áo này là cái lớp đạo làm con quý vị. À, nên là nhắc quý vị vậy đó, những người đi cái lớp đạo làm con mà tối thứ bảy đó thì nên bận theo cái áo đó, hoặc thường xuyên đi đó, nhận được thì nguyên một cái tầng đó mình đi đó thì nguyên một cái dàn áo đó nó đẹp dữ lắm. Nghe không? À, thì chiều nay có 1,300 cái áo tối hôm nay. Nghe không? Để tặng cho lớp đạo làm con nha. Còn người nào mà mỗi tuần mà thứ bảy mà không có đi á thì đừng có nhận cái áo này làm chi. Cái áo này cái lớp đạo làm con người ta mà quý vị. Ừ. Đó, nhắc rất là rõ ràng. Để cho quý vị trưởng đoàn vị dẫn người ta đi để cho rõ ràng. Tại người ta đi suốt mà. Lâu tặng cái áo cái lọc chuột. Chúc quý vị an lạc ai với đạo Phật. Chúng ta đọc 12 lời đại nguyện quý vị. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Hăng nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Liên hoa con quá sanh. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vạn sanh tịnh độ. Hoa nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ. Chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ. Chóng viên thành toàn giác. À, mỗi người chúng ta nên phát nguyện, tín nguyện niệm Phật niệm cả đời quý vị. Dù gặp hoàn cảnh trở ngại gì cũng niệm Phật. Tu tạo phước duyên làm tất cả thiện niệm Phật. Chỉ có đúng một cái cầu là đời này cầu sanh cực lạc. Nhớ nghe quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về
khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.